Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Blog Khởi Nghiệp. Có bao giờ bạn thắc mắc các tỷ phú trên thế giới làm giàu bằng cách nào hay không? Có quá nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhưng đa phần các tỷ phú trên thế giới làm giàu từ những lĩnh vực kinh doanh nào? Thì hãy cùng khám phá qua video này của Blog Khởi Nghiệp nhé! Một, lĩnh vực kinh doanh, thương mại điện tử. Điển hình về cách làm giàu trong lĩnh vực này phải kể đến những cái tên quá nổi tiếng như tỷ phú Jeff Bezos, tỷ phú Jack Ma. Năm 2021, Jeff Bezos một lần nữa trở thành tỷ phú giàu nhất hành tinh. Ông chính là người sáng lập, chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử Amazon. Hay tỷ phú Jack Ma, người đã quá nổi tiếng, ông cũng là người sáng lập và giàu có của các trang thương mại điện tử như Alibaba, Taobao. Ngày nay thì cũng có rất nhiều doanh nhân lựa chọn lĩnh vực thương mại điện tử với loạt ứng dụng nổi bật như Lazada, Tiki, Shopee, Sendor. Sự phát triển của Internet đã tạo nên rất nhiều cơ hội cho ngành thương mại điện tử phát triển. Hơn nữa, khách hàng thì ngày càng ưa chuộng việc mua sắm online. Nhu cầu có, việc của bạn là làm thế nào để tạo được một sàn thương mại điện tử mà đem đến cho khách hàng nhiều tiện ích nhất, lại dễ giao dịch, mua sắm nhất. Dù sự cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử ngày càng lớn, nhưng không thể phủ nhận, cách làm giàu này đã giúp nhiều người trở thành tỷ phú. 2. Tự phát triển và bán các ứng dụng phần mềm. Nếu bạn có khả năng tạo ra phần mềm ứng dụng, thì bạn hoàn toàn có thể làm giàu từ chính nó. Có thể thấy được sự thành công của cách thương này thông qua nhiều ví dụ thực tế. Như tỷ phú thế giới Bill Gates, người sáng lập ra công ty công nghệ Microsoft. Tỷ phú Mark Zuckerberg, người xây nên đế chế Facebook. Tỷ phú thế giới Larry Ellison, ông chủ công ty phần mềm Oracle được ông đồng sáng lập vào năm 1977. Tỷ phú người Trung Quốc Mã Hóa Đăng với công ty Tencent nổi tiếng nhất khi phát triển phần mềm WeChat. Tuy nhiên thì làm giàu từ việc tạo ứng dụng cũng không phải là điều dễ dàng, mà cần phải có sự sáng tạo, đặc biệt là kiên trì và có niềm tin vào sự phát triển của ứng dụng đó. Và cũng phải tạo dựng được lòng tin của nhà đầu tư, của khách hàng và ứng dụng của mình. 3. Cách làm giàu từ đầu tư bất động sản. Bạn cũng biết thị trường bất động sản luôn tạo những cơ hội để các nhà đầu tư phát triển. Với nhu cầu về nhà ở cũng như đất đai ngày càng tăng cao, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể bỏ một vốn, thu bốn lời. Đối với thị trường bất động sản thì mức lợi nhuận bình quân của nó là từ 8 đến 12% trên một năm. Đây là tiềm năng hết sức nóng bỏng và cũng là cách làm giàu của rất nhiều tỷ phú trên thế giới hiện nay. Trong đó phải kể đến cái tên sừng sỏ như Donald Brand, người xây dựng đế chế bất động sản tỷ USD, từ khoản vay 10.000 USD. Ông còn được mệnh danh là tỷ phú bất động sản giàu nhất nước Mỹ. Với tài sản ròng cá nhân ước tính đạt 15,5 tỷ USD, tính đến tháng 12 năm 2020, theo Forbes, năm 1958, ở độ tuổi 25, ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bất động sản của mình với khoản vay 10.000 USD, lập công ty Địa ốc Brand. Xây dựng ngôi nhà đầu tiên ở Lido Islands, Newport Beach, California. Chùa Quay, người sở hữu nền tảng giao dịch bất động sản lớn nhất của Trung Quốc, đến đầu những năm 2000 khi thị trường bất động sản Trung Quốc còn ảm đạm. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, nắm bắt được thời cơ khi chính quyền cho phép tư nhân sở hữu tài sản, thì Chùa Quay thành lập công ty Beijing Lanchia với hoạt động chính là môi giới nhà ở. Ở Việt Nam, nhắc đến tỷ phú làm giàu từ bất động sản thì cái tên Phạm Nhật Vượng không thể bỏ qua. Ông đã xây dựng nên tập đoàn Vingroup với hàng loạt bất động sản trải dài khắp cả nước. Và năm 2021, ông cũng vinh dự nằm trong top 100 người giàu nhất hành tinh do Forbes công bố. Tuy nhiên, việc đầu tư bất động sản cũng sẽ gặp nhiều rủi ro và có thể gặp vấn đề vì yếu tố thanh khoản của bất động sản, cũng như vốn đầu tư cũng cần rất cao. 4. Cách trở thành tỷ phú từ YouTube. Đây là cách làm giàu không phân biệt tuổi tác. Bạn chỉ cần tạo ra các video về lĩnh vực thu hút được người xem, đăng tải video đã làm lên trang YouTube cá nhân bằng tài khoản của mình. Nếu tài khoản của bạn đáp ứng được các tiêu chí nhất định của YouTube thì sẽ kiếm được tiền từ mạng xã hội này. Nguồn tiền bạn có được thông qua việc người xem click vào quảng cáo tự động được gắn trong video của bạn. Nguồn tiền từ YouTube này dường như là vô hạn, tùy thuộc vào video của bạn có hấp dẫn đến đâu. Và đã có rất nhiều cô bé và cậu bé đã trở thành triệu phú mà không thể ngờ được. Nổi bật nhất phải kể đến YouTuber Ryan Kaji. Cậu không chỉ thu được tiền quảng cáo từ YouTube, mà còn có một nguồn doanh thu khổng lồ khi bán các sản phẩm đồ chơi mang thương hiệu Ryan. Năm 2020, cậu đạt được doanh thu 200 triệu USD,
chỉ tính riêng việc bán hàng. Tại Việt Nam thì cũng có rất nhiều người giàu lên khi trở thành YouTuber như là Hậu Hoàng, Thơ Nguyễn, Hoa Bắc, Độ Mì Si. 5. Cách làm giàu từ hàng hiệu. Nhìn vào danh sách 100 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2021, bạn sẽ thấy có tới gần 10 tỷ phú làm giàu từ hàng hiệu. Phải kể đến như tỷ phú thế giới Bernard Arnault với loạt thương hiệu đình đám như Louis Vuitton, Fendi. Tỷ phú Amancio Ortega làm giàu từ thương hiệu Zara. Tỷ phú François Bettencourt Meyer giàu lên từ Roria. Còn ở Việt Nam thì nhìn vào những doanh nhân giàu lên từ hàng hiệu có Lý Nhã Kỳ, Phượng Chanel. Làm giàu từ lĩnh vực kinh doanh nào cũng không hề dễ dàng và làm giàu từ hàng hiệu cũng vậy. Bạn có thể xây dựng một thương hiệu riêng hoặc là kinh doanh từ những thương hiệu có sẵn. Để làm giàu từ hàng hiệu cũng đòi hỏi bạn phải có một nguồn vốn lớn, lựa chọn thương hiệu đình đám nhưng phải phù hợp với tập khách hàng mà bạn đang hướng đến. Đổi lại, lợi thế từ việc kinh doanh hàng hiệu là thương hiệu đã nổi tiếng sẵn, bạn không cần phải xây dựng từ đâu. Trên đây là tổng hợp 5 cách làm giàu phổ biến của các tỷ phú. Blog khởi nghiệp sẽ có những chia sẻ chi tiết hơn về cách làm giàu của từng lĩnh vực trong các video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Blog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.